Video tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn tạo ra danh mục hãng sản xuất. Danh mục hãng sản xuất thì ở đây hệ thống đã để 4 hãng: Sysmex, Olympus, Rohde, Abbott. Nếu mà chúng ta cứ thêm một hãng nào thì chúng ta sẽ tạo mới, bấm vào tạo mới. Đó, ví dụ hãng sản xuất bây giờ chúng tôi thêm một hãng mới là hãng Radox. Radox. Đó. Chúng ta có thể mô tả thêm ở đây. Có thể là cung cấp QC. Cung cấp QC. Vân vân. Hãng. Tất nhiên là hãng này nó có đầy đủ nhưng tôi ví dụ thế thôi. Sau đó chúng ta lưu lại. Ok. Và tại tại danh mục hãng sản xuất này chúng ta cũng có ba cái thao tác bên cạnh, đó là copy ra, sửa và xóa. Với video trước thì chúng ta biết ba cái nút này có tác dụng gì rồi. Vậy thì ở cái video này thì chúng ta chỉ là tạo ra danh mục hãng sản xuất thôi. Chúng ta tạo thêm một cái hãng, tạo mới, ví dụ như hãng Biorad. Bio rất đó, new. Vậy vậy là xong về hãng sản xuất. Đây là chúng ta tạo danh mục hãng sản xuất. Ở cái này thì chúng ta cũng không có lưu ý gì cả ngoài việc tạo sửa xóa này ra. Ok, xong tôi sẽ lưu video lại. Sau khi chúng ta tạo hãng sản xuất này xong thì chúng ta cũng vào danh mục và chúng ta tạo luôn là nhà cung cấp. Danh mục nhà cung cấp. Danh mục nhà cung cấp này thì những cái công ty nào đã cung cấp hàng vào cho chúng ta thì chúng ta sẽ liệt kê hết vào đây. Ví dụ như là công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm thì chẳng hạn. Địa chỉ chúng ta ghi là ở đâu đó. Ví dụ như tôi ghi là số 9 Trần Bình đi. Mà thôi, cái này là tên bệnh viện. Địa chỉ tạm thời là ví dụ như là Dịch Vọng Cầu Giấy. Hello. Số điện thoại là 0906 288 456 là ví dụ thế. Số thứ tự mô tả vân vân. Đây là cung cấp hóa chất xét nghiệm, máy xét nghiệm vân vân. Đó, chúng ta mô tả vào đây. Cái này chúng ta lưu lại để sau này chúng ta có trong cái tiêu chí của ISO hoặc là ISO 9 là chúng ta cũng cần phải có danh sách nhà nhà cung cấp. Sau đó từ cái này thì chúng ta có thể tạo in ra được để lưu vào trong các bộ hồ sơ hoặc là trong cái quy trình của chúng ta mà chúng ta sử dụng phần mềm để thay thế những cái hồ sơ giấy thì chúng ta sẽ ghi rõ rằng là danh mục nhà cung cấp được lưu trên phần mềm IQC của Aratech. Đó. Thì sau đó chúng ta mở cái này ra cho các bên kiểm tra người ta có xem. Đặc biệt là sau này số hóa toàn bộ phòng xét nghiệm thì việc chúng ta không dùng giấy nhưng mà chúng ta vẫn phải có những cái quy trình quy định cụ thể để cho các cơ quan kiểm tra hoặc là cơ quan thẩm định người ta kiểm tra được cái danh sách nhà cung cấp chúng ta. Đó. Sau khi chúng ta xin sách nhà cung cấp và hãng sản xuất này thì tôi ghép vào thành một video. Chúc các bạn tạo được danh sách và nhà cung cấp và hãng. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.